rồi mình nhắc vào đồng ý luôn cả nhà, nhưng mà mình không có biết trao đổi gì hết. Thì tiếp đó thì một ngày sau thì mình có lên Facebook là cũng thấy tiếp cái livestream của doanh nhân Phương Linh nữa. Thì doanh nhân đang cảm thấy nói về cái mục tiêu, mà mục tiêu tài chính của tháng đó mà phải đạt theo đúng công thức của Smart Goal nha, của nhà giàu có thành công nha. Mình nghe từ giàu có qua lại khó tiếp, lấy sách lý bữa ra học luôn, học hết cái Zoom đó luôn và làm được cái bức tranh tài chính luôn. Rồi lúc này mình mới chịu gọi điện cho doanh nhân Phương Linh và để cho doanh nhân Phương Linh hướng dẫn, và doanh nhân Phương Linh đã đưa mình vào cái nhóm rèn luyện. Nhóm con mới ban đầu là chỉ nhóm cộng đồng thôi cả nhà. Thì mình phải nói là vô cùng biết ơn, nghĩ ủa sao mà doanh nhân Thanh Tú có những cái bài chia sẻ mà sao bạn ấy giỏi hết, bạn ấy soạn ra những cái bài chia sẻ mà những cái bài nào á nói ra cũng đều giống như cái tâm trạng của mình, mình sáng rực luôn mà mình ứng dụng được luôn đó cả nhà. Chỉ ở trong cộng đồng thôi mình cũng ứng dụng được luôn, là mình đang ứng dụng được trong mối quan hệ giữa vợ chồng luôn, mà mình cũng thành công luôn đó cả nhà. Và mình ngưỡng mộ lắm, mình cái kiến thức trong câu lạc bộ của mình á, mình tâm đắc nhất là mình nghe cái buổi chia sẻ của doanh nhân Thanh Tú và mình phải sửa đổi luôn đó cái nhà, sửa đổi ngay, sửa đổi luôn và nhìn lại bản thân của mình luôn. Lúc đó mình có trao đổi với doanh nhân Phương Linh, chị đâu có như vậy đâu mà sao chồng mình thấy thế kia. Doanh nhân Phương Linh nói không, chồng chị là phải ánh lại con người bên trong của chị đó. Lúc đó mình cũng chưa ngộ mà cũng chưa tin luôn, không, chị đâu có như vậy, mà có cãi lại với doanh nhân Phương Linh, có trao đổi vậy. Xong mình ghi lại những cái buổi chia sẻ của doanh nhân Thanh Tú lần nữa, do mình hết thôi, nhưng mà tâm đắc nhất là mình sửa đổi ngay là cái tôi đó, cái tôi của mình lớn lắm cả nhà, cái tôi của mình suốt mấy năm qua mà làm cho cái mối quan hệ giữa vợ chồng không đồng ý kiến nữa là như vậy. Thì mình có nhớ doanh nhân Thanh Tú có nói là các bạn ơi, cái chữ tôi á mình thêm dấu sắc đi nó thành tố, thêm dấu huyền đấy nó thành tội, mà thêm dấu nặng đây thành tội, mà bỏ dấu mũ đi toi đó cả nhà. Trời ơi mình sợ lắm luôn, mình biết rồi này, hoàn toàn là do mình hết. Và rất đơn giản đó cả nhà, lúc đó mình vào nhóm ra cộng đồng thôi, nhưng mà mình được học cái chu kỳ 28 ngày lòng biết ơn á, mình thực hành luôn đó cả nhà. Và mình chăm chỉ học tập hơn, thì lúc đấy thì anh xã mình có thấy mình ngồi ghi chép, thì mình chỉ lúc đó mình sử dụng có hai quyển vở thôi, quyển vở là ghi chép hay chi, một quyển vở là thực hiện lòng biết ơn mỗi ngày đó cả nhà. Thì mình có ghi lòng biết ơn về anh xã mình rất là nhiều. Thì ảnh có lấy quyển vở ra xem, biết mình coi thì mình ghi cái gì đó, thì ảnh hiểu. Rồi lúc đó hai vợ chồng cũng nhìn nhau là cũng cười, nhưng mà các bạn biết không, mới lần đầu cũng thấy khó chịu lắm, nhưng mà mình có luyện tập là một buổi sáng vào và vương á, mình nhìn và khen mình á, cười với nhau nói đó, thì mình cứ hình dung là nhìn cái khuôn mặt của anh xã mình là khuôn mặt của mình đi, mình cười giống vậy đi, nó dễ chịu trong lòng luôn. Mình đã thành công về cái mối quan hệ giữa vợ chồng rất rất là dễ dàng và nhẹ nhàng luôn cả nhà, nó vi diệu lắm, toàn bộ là đều là mình hết thôi đó nha cả nhà nha. Rồi đó là về mối quan hệ thôi, mà mình cũng biết ứng dụng cái quy luật của 6 quy luật của vũ trụ cũng vào trong mối quan hệ luôn đó cả nhà. Mình tập trung hơn 100 ngòi hơn, mình tập trung, mình tưởng tượng là điều thì có hết cả nhà, nó vi diệu luôn. Mình phải biết ứng dụng nha cả nhà nha, cái gì nó cũng có trong câu lạc bộ công thức của mình, rất vi diệu luôn. Rồi mình nói sơ lược về mối quan hệ ha, tại vì thời gian nó không nhiều nên mình cũng không có nói cái chi tiết hơn. Còn ngồi ra thì về cái tài chính của mình chắc rất hấp dẫn nha cái nhà. Về tài chính của mình nè, mình áp dụng như thế này nè, thì thật ra trong cái kinh doanh của mình á, là mô hình của mình làm truyền thống thôi, nên là những cái đối tác của mình nó không có to có lớn, nhưng mà mình rất là khao khát. Nhưng mà có những lúc thì các bạn biết đó, những cái đối tác mà không có tầm nhìn á, thì họ đến với mình thì không có đưa cái giá trị cái sản phẩm của mình đến nhiều, mà họ lại nghĩ tới cái lượng lợi nhuận nhiều hơn, thì mình không có hợp tác như đối tác đó, nên là mình bị phiêu nhiều cái hợp đồng lắm. Lúc đó thì mình có trao đổi với doanh nhân Phương Linh, thì doanh nhân Phương Linh có nói đúng rồi, chị có khách hàng, có đối tác từ nguồn lực chủ tiềm thức mang đến cho chị rồi, nhưng quan trọng là chị có biết cách đàm phán hay không. Thì lúc này thì đúng rồi, mình có thừa nhận là mình cũng thiếu kiến thức về nhiều đó,
Nhưng mà Dinh Nhân nói chị ơi, trong trong cái nhóm rèn luyện của mình á, chuyên sâu á, nó có nhiều cái hay lắm để cho chị về bên kinh doanh. Chị vừa biết về sức mạnh tiềm thức, rồi vừa bên kiến thức bên câu lạc bộ của mình nữa, là chị quá tuyệt vời luôn. Lúc đó thì mình thật sự mình nói là đang 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 dễ điều kiện nha, nhưng mình cũng quyết tâm để quyết định luôn vào lớp rèn luyện của mình luôn đó cả nhà. Thì phải nói là khi mình vào cái lớp rèn luyện đó cả nhà, sau khi mình học cái lớp rèn luyện rồi á, vô hỏi gặp Danh Nhân, công minh hả, chu cha nói những kiến thức mình thấy mình không, mình thiếu quá chừng luôn. Cho mình áp dụng cái chiến lược chiến thuật đàm phán á, vào cái mối liên hệ nữa, mình nắm chắc cái mối liên hệ của mình luôn, không có mối liên hệ nào thoát của mình hết, nó vi diệu luôn. Rồi là mình là biết được xây dựng cái thương hiệu từ một người chưa biết công nghệ nha cả nhà, mình vô câu lạc bộ của mình biết hết luôn, và mình tự làm được cái thương hiệu doanh nghiệp cá nhân của mình với kinh phí là 0 đồng. Ở trong câu lạc bộ của mình có hết cả nhà, mình vô đây giống như là cá ngập nước vậy, những cái gì cũng có trong câu lạc bộ, không cần đi học những cái gì thêm nữa cả nhà. Trong câu lạc bộ mình, mình nhận được nhiều giá trị nhiều luôn. Rồi cả nhà biết không, thì lúc đó thì mình đang chép bộ công thức của câu lạc bộ, thì mình nhận được cuộc điện thoại của một người xa lạ, một người khách hàng, họ trao đổi và họ xin cuộc hẹn gặp mình, một khách hàng xin cuộc hẹn gặp mình luôn, chứ hồi xưa giờ mình không có cuộc khách hẹn gặp nha. Họ tới là phan phan tới luôn, nhưng hôm nay là một người rất là tử tế luôn, rồi đồng ý và cho cuộc gặp hẹn với nhau. Thì lúc đó thì bên đối tác đó, mình lúc đó các bạn ấy sang cơ sở của mình là không có sếp, không có người sếp, chỉ là trưởng phòng lính thôi. Trao đổi rồi cũng có cuộc hẹn nhau để cuộc gặp hẹn lần sau. Thì sau khi mình nhận cuộc lời lời được lời mời để sang cho đối tác kế bên, thì lúc này thì mình đã biết rồi, biết cái luật hấp dẫn rồi, biết sử dụng rồi, thì mình luôn ra quyết định và tự tin hơn. Ví dụ đó, cái nhà khi mình nhận lời đi ra đối tác thì bên ấy tiếp đãi rất là nồng hậu, mình vẽ cái bức tranh y hệt như vậy đó cả nhà. Thì đối tác của mình chị ấy là 65 tuổi mà rất trẻ nha cả nhà, thì mình thì tầm 43 44 rồi, thì hai chị em cũng như nhau vậy, ra nói chuyện với nhau rất là tâm đầu ý hợp, nên là cái vấn đề cái hợp đồng nó rất là dễ dàng. Nhưng mà mình có nhớ công minh nói cái câu là bạn gặp một đối tác tồi thì dù cho bạn có 10 cái hợp đồng cũng không bảo vệ được bạn. Nếu bạn gặp được một đối tác tốt thì không có cái hợp đồng nào bạn cũng được an toàn đó. Thì mình luôn luôn nhớ câu nói đó, và mình đi ra gặp đối tác với tâm thế là tự tin, là luôn nghĩ là mình gặp đối tác rất là tốt, rất là có cái tâm giống như mình. Thì cả nhà ơi, thật là vi diệu, cái hợp đồng đó nó rất là đơn giản lắm, mình nhìn vô không có cái gì ràng buộc, không có một cái gì hết, nó rất là ok. Và mình cũng chốt với lại cái chị ấy là chúng mình hợp tác với nhau trên phương diện là win win với nhau thôi. Mình áp dụng những cái kiến thức trong cái bài của cái doanh nhân công minh nói đó, là chiến thuật đàm phán đó, thì mình có áp dụng có một câu hỏi như vậy với đối tác của mình, mà cái lúc này là mình đã chốt thành công luôn đó cả nhà. Thì mình mới nói với đối tác của mình là cái sản phẩm của mình có những cái chất lượng như vậy đó, đáp ứng được cái nhu cầu của bạn, thì cái giá mà bạn đưa ra cho mình giá như vậy là giá tốt nhất chưa, có hỏi câu đó đó nha. Cái này mình học ở doanh nhân của mình. Thì chị ấy cười, dạ ok, và hẹn mình lại 4 ngày sau. Lúc đó mình gặp là trước Tết đó cả nhà, rồi sau khi Tết thì chị ấy mới cho bộ phận đó thu mua, thì gọi điện cho mình và vẫn chốt theo giá của mình luôn. Mà các bạn biết không, cái lúc mà mình đi về trong cái dịp Tết đó, thì mình tập trung vào viết lòng biết ơn, mình đã biết chân dung của khách hàng mình rồi, dễ lắm cả nhà, ứng dụng được luôn. Mình hình dung cái bức tranh của mình đầu năm như thế nào thì thật vi diệu đó cả nhà. Thì vào cái ngày 10 tháng giêng, cái ngày đó là mọi người nói là ngày của dí thần tài đó, cái ngày đó là mình xuất phát một lô hàng với thu nhập lợi nhuận nha cả nhà, 480 triệu đấy, thật là vi diệu luôn, trời nó vi diệu vô cùng. Tại các bạn biết cái sản phẩm tủy xào của mình thì sau này mình nói cái mô hình mà tại sao có lợi nhuận luôn như vậy là như vậy đó. Sau này mình nói về cái kinh doanh của mình tự yến sàng như thế nào để cho bạn hiểu rõ là tại sao mình có lợi nhuận được là 480 triệu ha.
không giới hạn, nhưng để giùm chia sẻ hôm khác mình sẽ chia sẻ cái đó cho kỹ ha. Rồi cả nhà biết không, nối tiếp thành công, nối tiếp thành công nữa, mình có để tảng treo cho thuê ngôi nhà đó, mình có cho thuê nhà thì tròn một năm luôn cả nhà, không có khách hàng tới, hoặc là có khách hàng tới thì họ không đồng ý với cái giá mình đưa ra. Nhưng mà khi mình đã được cái thành công 480 triệu thu về rồi thì 2 ngày sau thì có khách hàng gọi điện tới, họ gọi thuê nhà với cái giá hơn của mình đưa ra luôn. Mày mà thuê nhà với 10 năm luôn cả nhà, quá chu, thành công nữa, tiếp thành công nữa, trời ơi nguy hiểm quá luôn. Là mình đã có thêm nguồn thu nhập, đó là mình lo cho con trai của mình đi học bình thường luôn, không có gì mà lo hết. Rồi sao mình nghĩ qua kiến thức của câu lạc bộ mình ứng dụng tới đâu là được tới đó, thì trời ơi mình hạnh phúc quá. Thì mình cũng khao khát là cũng chia sẻ được những cái kiến thức này, những giá trị này đến với nhiều người hơn, thì mình cũng chia sẻ được cho 3 người bạn đó cả nhà trong tháng này luôn, đã được vào lớp doanh nhân.